Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel Boss Gear. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cùng đập hộp cho anh em một con bàn phím cơ mới. Đây là một con bàn phím cơ đến từ hãng Bestknife, có cái logo ngay trên bao bì đây. Và đây là một con bàn phím cơ nữa dùng switch quang. Có lẽ đây là một trong những cái xu thế mới của những dòng bàn phím cơ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp và trên tay nhanh em Bestknife BK668 này nhé. Ok, go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy vỏ hộp của nó hoàn toàn là màu đen như thế này. Không có gì đặc biệt cả, ngoài một số các cái thông số cơ bản và cái logo của thằng hãng bàn phím là Bestknife. Tức là nó khá là gần gần giống với lại thằng Batman ấy. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có là BK668 là cái mã hiệu của con bàn phím này. Bàn phím này được đóng gói khá là gọn gàng. Các bạn có thể nhìn thấy là nó nhỏ gọn chứ không hề to, cồng kềnh. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy được chiếc bàn phím được gói gọn ở trong một cái túi ni lông khá là dày. Tuy nhiên thì con bàn phím này được đóng gói khá là cơ bản, không có gì nhiều ngoài một chiếc túi ni lông như thế này. Đó. Và ở trong thì chúng ta sẽ thấy là cái bàn phím luôn. Rồi sau khi mở bàn phím ra thì cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy đó chính là một cái tấm kim loại play của bàn phím này là nó sẽ hơi to một chút và nó sẽ dài xuống dưới tận đây luôn, nó sẽ dư ra một khúc nhỏ như thế này. Thì cái khúc nhỏ này nó sẽ có kèm thêm một cái logo của Bestknife ở đây và cái logo này nó sẽ phát sáng nha các bạn. Thế nên mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Và một cái khác nữa mà khi mà đập vào mắt của mình chính là cái logo Bestknife được in dập nổi bằng kim loại ở phía ngay trên đây. Và phía trên này có chữ NCF, tức là ba cái phím chức năng của ba cái đèn chức năng thì cũng được dập nổi bằng kim loại luôn, khá là bắt mắt. Tuy nhiên thì con này đang sử dụng một cái phông chữ khá là to. Phông chữ này thường là đến từ các cái bàn phím cơ và đến từ hãng bên Trung Quốc, nó sẽ thường sử dụng cái phông chữ như thế này thì nó sẽ to và giúp cho đèn led xuyên qua nhiều hơn. Thì nhưng mà mình lại không thích những cái kiểu phông chữ như thế này cho lắm. Ở phía mặt trên này thì chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế của nó hơi to hơn và to bản hơn, hầm hố hơn những cái chiếc bàn phím cơ mà theo cái kiểu dạng phong cách nhỏ gọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cây cáp double shot xuyên led. Đây, vẫn là một cái cây cáp rất khá là phổ biến. Thì nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta những cái cơ bản ví dụ như xuyên led và cũng như là độ bền không bao giờ bay chữ theo thời gian. Tuy nhiên thì những cái cây cáp này được làm bằng chất liệu ABS cho nên là nó sẽ dễ dàng bị bỏng khi mà mình sử dụng lâu dài. Có một cái điểm mình không thích nữa từ cái phía bên ngoài của con đêm này đó chính là những con ốc như thế này. Con ốc này nếu mà nó làm ở phía bên trong, phía dưới những cái cắt này thì nhìn đẹp hơn, nhưng mà do nó làm lộ lên thì nó có vẻ như là mình không được ưa cho lắm đó, mất đi cái vẻ tinh tế của bàn phím. Chúng ta sẽ sang một cái phía cạnh khác nữa, đó là phía cạnh bên. Cái cạnh bên của em này thì phải nói là làm rất là đẹp đó. Bạn có thể nhìn thấy là cái vòng tròn có ánh bạc lên, nằm ở giữa đó là cái logo khá là nhỏ nhắn của Bestknife. Và cái dải nhựa nó sẽ chạy dọc như thế này. Cái dải nhựa này sẽ giúp cho cái đèn led xuyên qua đây đó. Và ở phía trên này nữa, nó sẽ kèm theo ở phía trên này nó có hai cái dải đèn led, hai cái nhựa trắng ở đây thì sẽ giúp cái đèn led tán lên. Và vì sao nó làm như vậy thì nó có một hệ thống đèn led viền khá là đẹp, tí nữa mình sẽ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Và mình có thể nhìn thấy là cái bề mặt của em này là một cái dạng phím nó dạng công thái học, tức là nó sẽ không có phẳng đều như những bàn phím cơ khác. Và phía bên ngang của con này nhìn cũng rất là mỏng chứ không có dày. Lật hẳn sang mặt sau nhé. Thì mặt sau chúng ta sẽ không có gì đặc biệt ngoài những cái vân. Và ở đây chúng ta vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Và cái lẫy này ở phía chân của nó sẽ được bọc cao su luôn, khá là chắc chắn. Cũng là rất là ngon đấy, tại ít có những cái bàn phím cơ giá rẻ nào mà lại có bọc cao su. Và chúng ta sẽ vẫn có bốn cái đệm cao su dày ở đây để giúp cho chống trơn trượt ở bốn góc. Chúng ta sẽ đi sang phần kết nối của em này. Em này đang sử dụng một cái dạng dây bọc dù. Mặc dù là bàn phím giá rẻ nhưng vẫn hỗ trợ cho chúng ta được một cái dây bọc dù rất là chắc chắn và cứng cáp. Và có cả đầu chống nhiễu rất là to ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái dây cuốn theo kiểu dạng cái ri băng. Đó, như thế này. Thì cái dây này giúp cho chúng ta sẽ đi gọn dây hơn. Và cái loại như thế này thì mình sử dụng, mình cảm thấy thích hơn là những cái loại mà dùng cái cọng dây mà bẻ vặn lại á. Ngoài ra thì cái đầu USB của nó cũng khá là to như thế này, có cả logo Bestknife ở phía trên. Tuy nhiên thì cái đầu USB này không được mạ vàng, tất nhiên rồi, tại vì đây là bàn phím giá rẻ mà thôi. Chúng ta sẽ đi sơ qua về cái hệ thống switch của em này nhé. Em này đang sử dụng đó là switch quang học Blue Switch, tức là về
cái cảm giác bấm cũng như tiếng clicky thì nó sẽ giống blue switch nhưng mà là kiểu dạng cảm ứng quang học. Thì bấm mình vẫn có nghe tiếng clicky ở đây đó, và nó sẽ hỗ trợ vì là dùng switch quang học nên nó sẽ hỗ trợ chống nước cho các bạn luôn, và đồng thời cũng sẽ là chống bụi. Những cái cảm biến như thế này thì nó sẽ không có lo về việc double click theo thời gian sử dụng và rất khó để có thể bị hư. Cho chính vì vậy mà có thể là các nhà sản xuất bây giờ đang hướng theo đó là switch quang học. Và cái cảm giác bấm switch của em này cũng khá là nặng tay. Tí nữa mình sẽ cùng test cái tiếng click của em này nhé. Nhưng mình khi mình bấm thử qua các nút thì mình thấy nó sẽ nặng hơn là những blue switch bình thường. Tiếng kêu của nó cũng không quá to. Ok, bây giờ mình sẽ đi sang cái hệ thống đèn LED của em này. Hệ thống đèn LED của em này thì sẽ là LED rainbow thôi và nó sẽ trải đều theo từng vùng. Bây giờ mình sẽ cùng tắt điện và cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn sau khi mình đã tắt hết đèn ở trong phòng và bật cắm bàn phím lên thì các bạn có thể thấy một cái hệ thống đèn LED khá là lung linh. Các bạn có thể thấy là cái đèn LED của nó sẽ trải các màu từ bên trái qua và trải theo chiều dọc. Nhìn khá là giống như kiểu dạng RGB nhưng mà thực ra chỉ là LED rainbow mà thôi. Đó, vì đang sử dụng là hệ thống phông chữ khá là to cho nên là các bạn thấy cái đèn LED ánh qua rất là nhiều, đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy trong ban đêm, cũng khá là chói sáng nữa. Thì để điều khiển các cái hệ thống đèn LED thì các bạn cần ấn FN cộng với nút qua bên trái như thế này. Đó, thì nó sẽ chuyển hệ thống đèn LED thôi. Đấy. Nó sẽ có khá là nhiều hệ thống đèn LED, các chế độ đèn LED, ví dụ như là bấm phím nào sang phím đó, hoặc là chế độ bấm phím nào mình sẽ tối phím đó lại. Đấy, bấm tỏa ra. Một trong những cái chế độ khá là đặc biệt là có chế độ chạy chiếu gợn sóng như thế này. Nó rất là nhiều. Nếu mà bạn muốn chế độ printing, tức là chớp tắt, thì bạn ấn FN cộng SL để sang chế độ printing, tức là chớp tắt. Ngoài ra thì hệ thống đèn LED của em này còn có một cái điểm đặc biệt nữa, đó là ở cái hệ thống cái logo beacon này phía dưới này. Cái logo này nó cũng sẽ thay đổi 7 sắc cầu vồng luôn, như thế này, nó sẽ tự động thay đổi dần dần. Khá là giống với những cái bàn phím cơ đắt tiền đến từ cái hãng nào đó. Đấy. Và cái điểm đặc biệt của em này không phải đến từ đèn LED ở phía trên mà chính là cái LED viền của em này. Đây, mình đẩy qua bàn phím qua một bên để cho các bạn nhìn rõ hơn. Các bạn có thể nhìn thấy hệ thống đèn LED viền của em này ở phía đây. Và ngay ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái dải nhựa trắng này đã phát huy tác dụng, đó là cho chúng ta nhìn thấy cái đèn LED chạy ở phía dưới này. Và đèn LED ở phía bên cạnh thì phải nói là nhìn tuyệt vời luôn. Các bạn có thể nhìn thấy đèn LED là nó sẽ chạy từ dưới lên trên như thế này và sẽ chạy liên tục, chứ không phải là kiểu đổi màu một màu như những cái bàn phím khác, mà nó sẽ chạy theo dải như thế này. Và cả ngay cả cái logo của nó cũng rất là nổi bật nữa đó. Và tương tự như ở phía bên này thì chúng ta sẽ cũng có hệ thống đèn LED ở bên cạnh sườn chạy xuống dưới như thế này, nó sẽ chạy đối nghịch đó. Thì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn để lên trên bàn thì lúc đó chính cái hệ thống đèn LED viền này nó sẽ giúp cho cái góc gaming của mình nó đẹp hơn và lung linh hơn rất là nhiều so với những chiếc bàn phím cơ bình thường. Ngoài ra còn những cái thao tác cơ bản, ví dụ như FN cộng để cho mình tăng giảm tốc độ của đèn LED và FN trừ để giảm tốc độ. Đấy. Và FN phím lên để tăng độ sáng cũng như là FN phím xuống để giảm độ sáng. Thế thôi, rất là đơn giản. Nếu như mà các bạn không thích hệ thống đèn LED viền này thì các bạn có thể ấn FN cộng với nút Control bên tay phải để tắt hệ thống đèn LED viền. Đó. Rất là đơn giản luôn. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần đèn LED của em này. Bây giờ chúng ta sẽ một phần quan trọng không kém, đó là test cái tiếng gõ của em này. Thì em này đang sử dụng là switch quang, tuy nhiên thì nó sẽ có cấu tạo gần giống như là blue switch, cho nên vẫn khó phát tiếng clicky qua cái phím bấm. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Như các bạn đã thấy thì tiếng clicky của em này không to giống như những con bàn phím cơ khác, và cái này nó sẽ phù hợp với những người bạn nào mà không thích tiếng quá ồn nhưng mà vẫn đang sử dụng switch quang. Thường là switch quang thì nó sẽ làm clicky khá là to, tuy nhiên thì những con như thế này thì lại dùng clicky khá là nhỏ nhưng vẫn có cảm giác phím cơ rất là tốt. Độ nảy của em này thì cũng khá cao và đặc biệt là nó có lực bấm nặng hơn một chút so với những con sử dụng switch quang khác. Mình không đánh giá cao về cái trải nghiệm bấm của em này, tại vì em này không có cho cảm giác bấm phím to, nghe đã tai. Tuy nhiên thì nó sẽ rất là phù hợp với những người nào không thích tiếng ồn. Và các nút cắt cũng như là nút dài Enter hay nút Shift đó, thì nó sẽ không được tốt như những con bàn phím giá cao. Tuy nhiên thì nó sẽ vẫn ổn định được giống như là những con bàn phím cơ khác.
Rồi, vậy là mình đã đi qua phần đánh giá chi tiết em bàn phím cơ Betconai BK668 này. Với tầm giá khoảng hơn 600 ngàn thì đây là một trong những cái lựa chọn khá là ngon. Với trong cái tầm giá, nếu bạn nào thích led viền mà lại chạy RGB như thế này thì có lẽ đây là một trong những con bàn phím không thể bỏ qua. Và chúng ta sẽ qua những cái điểm cộng và điểm trừ của em này nhé. Điểm cộng đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp, cộng với hai cái dải đèn led viền cực kỳ ngon, đèn led sáng và cũng như là logo phát 7 màu khá là đẹp bắt mắt đó. Mình rất thích hai cái led viền như thế này, chạy đèn led cực đã. Điểm cộng thứ hai là nó sẽ có hỗ trợ, nó sẽ được bùi rất là chắc chắn, ví dụ như là khung được làm bằng kim loại hết và cũng như là dây cáp được bọc dù này, có đầu chống nhiễu cũng như. Vậy cái điểm trừ của em này đó chính là gì? Cái điểm trừ của em này đó chính là cái phần layout. Cái layout của em này thì có cái phím enter sẽ là phím enter lớn, tức là phím enter to như thế này. Thì phím enter to này thì nó sẽ rất ít hỗ trợ cho những cái bạn nào mà hay chơi keycap, thì mình phải tìm những keycap mà sẽ có cả cái phím to như thế này. Tuy nhiên thì tất cả những cái nút còn lại thì đều có thể hỗ trợ cho cái keycap bình thường. Với cái điểm trừ thứ hai nữa đó là cái cảm giác bấm của em này thì không có sướng bằng những con bàn phím khác. Nhưng nó vẫn có click key và bù lại thì nó sẽ sử dụng switch quang và có hỗ trợ chống nước, không bao giờ bị double click. Một cái điểm có thể hỗ trợ bù trừ lại cho về cái vấn đề switch của em này. Vậy với cái tầm giá khoảng hơn 600 ngàn thì bạn có lựa chọn em bàn phím này không? Nếu như mình là một người thích đèn led màu mè, led viền thì mình sẽ sẵn sàng lựa chọn em này, một trong những em mà để trang trí góc gaming thì cực kỳ tuyệt vời đó. Với lại cái cấu hình bùi của nó cũng ngon nữa, với tầm tiền này thì thấy là quá là xứng đáng rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video về chiếc bàn phím mới về bên Boss Gear. Mình sẽ để lại link cho phía dưới phần mô tả để cho các bạn nào muốn mua thì có thể nhấp vào đấy để mua. Giá cả thì nó có thể biến động theo thời gian nhé. Còn nếu như mà các bạn muốn xem thêm các video clip của Boss Gear thì các bạn có thể nhấp vào các video phía bên tay trái đây, cũng như là video phía bên tay phải đây. Và các bạn nhớ đừng quên nhớ ấn like và subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!